boy, in love with a girl, so in love with the world, so beautiful. Hello my friends, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ có một video về son high end, đó chính là hãng son Bobbi Brown. Và dòng son mình soát cho mọi người cũng là dòng son khá là nổi tiếng của hãng này là dòng Crush Lip Color. Về phần thiết kế của dòng này thì có vỏ son nhám lì, có tông chủ đạo là màu đen. Ở giữa thì sẽ có một cái vệt màu trùng với cả màu son ở bên trong. Dòng hôm nay mình soát thì nằm ở trong phiên bản Real Nude. Dòng này thì có tổng cộng là 8 màu, nhưng mà mình chỉ soát cho mọi người 5 màu thôi nha. Thì ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với màu đầu tiên nhé. Màu đầu tiên là màu Purple, màu này thì sẽ là một màu hồng nude. Màu son này thì mình chỉ khuyên dùng cho những bạn nào có da trắng thôi. Màu này những bạn da trắng khi mà sử dụng thì mọi người nên có make up nhé. Và mình nghĩ rằng là mọi người nên đánh má đậm hơn bình thường một chút ý, thì trông khuôn mặt của mình nó sẽ đỡ bị nhợt nhạt hơn. Màu son này khi mà đánh lên môi thì trông nó thơ cực kỳ luôn ý mọi người, trông rất là nhẹ nhàng luôn. À, có một lưu ý là những bạn nào bị thâm viền ở ngoài môi ý, thì mình sẽ không khuyên sử dụng màu son này đâu nha, bởi vì chất son này nó khá mỏng ý, nên là cái màu son nhạt như thế này thì nó sẽ làm lộ lên cái vết thâm môi của mọi người hơn. Tiếp theo là màu Blondie Pink, màu này thì cũng sẽ là một màu hồng nude nhưng mà sẽ có sắc hồng nhiều hơn màu Purple ban nãy. Màu này thì mình cũng chỉ khuyên dùng cho những bạn nào có da từ trung bình đến da trắng thôi. Màu này khi mà sử dụng ấy thì mình thấy nó sẽ dễ dùng hơn màu Purple ban nãy. Nó sẽ không quá bị bợt khi mà mọi người sử dụng trên mặt mộc ít. Những bạn nào có da từ trung bình đến trắng mà da của mọi người ít khuyết điểm ấy thì mọi người cũng có thể sử dụng trên mặt mộc được. Còn những bạn nào có da nhiều vết thâm mụn thì mình nghĩ là mọi người cũng nên có make up một xíu. Một lớp nền hoàn hảo thì khi sử dụng màu son này nó sẽ xinh hơn rất là nhiều. Về chất son của bạn này thì mình thấy giống chất son dưỡng có màu hơn, nên là khi đánh son trên môi mọi người phải chồng từ 4 đến 5 lớp thì màu son nó mới lên rõ màu và đẹp được. Nhưng mà mọi người yên tâm nhé, vì đây là chất son dưỡng có màu nên là chất son khá là mỏng. Dù mọi người có chồng nhiều lớp thì mọi người cũng yên tâm là son này sẽ không gây nặng môi đâu nha. Kế tiếp là màu Italian Rose. Màu này khi mà mình xem ảnh soát của hãng ấy thì nó sẽ có thêm một chút sắc cam, nhưng mà thực tế thì mình thấy không có một tí sắc cam nào luôn ý. Màu này thì sẽ là một màu hồng và nó hơi ngả tím một xíu. Vì màu này có thêm một xíu đất nên là sẽ hợp với cả mọi tông da. Da trắng hay là da ngăm thì mọi người đều có thể sử dụng được màu son này nhé. Tuy nhiên đối với những bạn da ngăm thì mình vẫn khuyên mọi người nên có make up một xíu thì sử dụng màu này sẽ xinh hơn. Dòng son của nhà Bobbi Brown này thì phải nói là dòng son high end đầu tiên mà mình cảm thấy ưng ý như thế. Mình thì cũng có hai cây son high end rồi nhưng mà mình thật sự là không ưng chất son một xíu nào cả. Nhưng mà cái dòng son này thì phải nói là nó đúng đỉnh luôn ý mọi người. Dạo này thì mọi người biết chúng mình phải ngồi điều hòa rất là nhiều đúng không? Và mình sử dụng cái son này từ sáng đến tận chiều nhá. Và mình cảm thấy môi mình nó vẫn rất là đủ ẩm luôn ý. Nên là những bạn nào có đôi môi kiểu khô đến cực khô thì mình rất là khuyên mọi người là nên tham khảo cái chất son của nhà Bobbi Brown nhé. Tiếp theo là màu Coco. Màu này khi mà đánh lên môi thì nó sẽ ra một cái màu nâu be, nó như kiểu một cái màu MLPB á mọi người. Màu này khi mà đánh lên môi thì trông mình có một cái vai rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó kiểu không bị quá nữ tính ý mọi người. Và màu này thì cũng là một màu son mình thấy dễ dùng nhất trong cả cái bảng màu mình soát cho mọi người luôn, hợp với cả mọi tông da này. Và nếu như mọi người thích sử dụng trên mặt mộc thì cũng ok luôn. Vì đây là dòng son dưỡng cho nên mình thấy độ bám màu cũng không quá cao đâu. Trung bình thì sẽ từ 2 đến 3 tiếng nếu như mọi người không ăn uống gì. Nếu như có uống nước hoặc là ăn uống dầu mỡ thì mình thấy son nó sẽ trôi. Nói chung là mọi người cần mang son theo để dặm lại trong ngày nhé. Có một điểm trừ duy nhất mình không thích của cây son này là son này nó có một cái mùi như kiểu mùi sáp ý mọi người. Mình thì mình không thích mùi này lắm, nhưng mà khi đánh lên môi tầm 2 đến 3 phút thì mùi son nó cũng bay dần rồi. Nên là mình thấy điểm này thì cũng có thể bỏ qua được. Màu son cuối cùng là màu Rich Coco. Màu son này thì sẽ là một màu nâu đất. Nó là màu nâu đất thế thôi, nhưng mà mọi người yên tâm là màu son này khi đánh lên môi thì rất là dễ dùng và xinh, chứ nó sẽ không bị quá dừ đâu ý. Và màu son này là màu son mình thấy cũng sẽ hợp với các bạn da ngăm nhất trong cả bảng màu luôn. Nên là những bạn nào có da ngăm thì mọi người nên tham khảo màu son này nha. Ok mọi người ơi, vừa rồi mình đã soát cho mọi người xong bộ son của nhà Bobbi Brown. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này và mình hẹn gặp lại mọi người video lần sau nhé. Bye. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.